Thưa quý vị và các bạn, thông tư liên tịch số 01-2016-TTLT, TANGTC, VKSNGTC, BTP, ngày 6 tháng 1 năm 2016 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình. Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành quy định về xử lý việc kết hôn trái pháp luật Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu và nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn tại các điều 11, 50 và 59 của luật hôn nhân và gia đình. Thông tư quy định các thủ tục xem xét thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu như sau. Cơ quan tổ chức cá nhân sau đây. Theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu tổ án tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu do thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều 50 của luật hôn nhân và gia đình. Vợ chồng đã thỏa thuận về chế độ tài sản. Người bị xâm phạm, người giám hộ của người bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp do có thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng. Trình tự thủ tục giải quyết yêu cầu tòa án tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Trường hợp tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự có liên quan đến nội dung thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng mà có yêu cầu tòa án xem xét thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu thì tòa án phải xem xét quyết định nội dung thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng liên quan đến tài sản tranh chấp có bị vô hiệu hay không. Trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ thì tòa án phải tuyên thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu một phần hoặc toàn bộ trong bản án, quyết định để làm cơ sở giải quyết quyền, nghĩa vụ của các bên. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2016. thưa quý vị và các bạn trong mục hỏi đáp pháp luật hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự tham gia của luật gia nguyễn tri dũng giám đốc trung tâm tư vấn pháp luật sẽ cùng giải đáp các câu hỏi liên quan đến các cái quy định về đăng ký xe vâng trước hết xin cảm ơn luật gia đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ à, thưa luật gia anh hoàng văn nam ở huyện lập thạch có hỏi là pháp luật thì quy định như thế nào về thời hạn cấp đăng ký biển số xe à, vâng vấn đề anh nam hỏi thì chúng tôi xin trả lời như sau à, theo quy định tại thông tư 15 2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe thì có quy định về thời hạn để mà cấp mà đăng ký biển số xe như sau. Một là cấp biển số xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ. Cái thứ hai là cấp mới đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, cấp mà hồ sơ sang tên, di chuyển xe, cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký biển số xe thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp mà cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Ba là cấp lại đổi lại biển số xe ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian cấp đổi lại không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thứ tư là trường hợp đăng ký tạm thời thì cấp giấy đăng ký xe và biển số xe tạm thời ngay trong ngày làm việc. Vâng và câu hỏi tiếp theo là của chị Nguyễn Thu Trang ạ. Chị Trang có hỏi là pháp luật quy định như thế nào về các loại xe phải đăng ký tạm thời? Vâng, vấn đề chị Trang hỏi thì chúng tôi xin trả lời như sau. Theo quy định tại thông tư 15-2014 của Bộ Công an về đăng ký xe, thì có quy định là đối với những loại xe mà phải đăng ký, các loại xe phải đăng ký tạm thời bao gồm một là xe ô tô, ô tô sát si có buồng lái, ô tô tải không thùng, dơ móc, sơ mi dơ móc, xe máy kéo nhập khẩu hoặc sản xuất, lắp ráp lưu hành từ kho, cảng nhà máy đại lý bán xe đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý à, kho lưu trữ khác hai là xe mang biển số nước ngoài được cấp có thẩm quyền cho phép tạm nhập tái xuất có thời hạn trừ xe hoạt động ở khu vực biên giới có cửa khẩu à, xe dự à, hội nghị à, hội trợ thể dục thể thao triển lãm à, du lịch à, xe quá cảnh xe ô tô có tay lái bên phải tức là tay lái nghịch ấy, thì được phép tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. Ba là xe mới lắp ráp tại Việt Nam chạy thử nghiệm trên đường giao thông công cộng. 4. là xe ô tô có phiếu sang tên di chuyển đi địa phương 5. là xe ô tô làm thủ tục và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam. 6. là xe được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam để phục vụ hỗ trợ hội nghị thể dục thể thao triển lãm. 7. là xe ô tô sát hạch ô tô hoạt động trong phạm vi hạn chế khi di chuyển ra ngoài khu vực hạn chế. Vâng, xin được cảm ơn phần trả lời của luật gia Nguyễn Trí Dũng.